Mến chào bà con và các bạn. Hôm nay thì mình lại có mặt ở tại U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. Anh em mình cùng theo chân chỗ anh Mèo để ghi hình cái buổi thu hoạch tôm của anh. Ở đây thì chỗ anh Mèo anh nuôi tôm với mô hình tôm lúa kết hợp với cua, với diện tích nuôi là 13 công mặt nước. Mật độ thả nuôi tôm giống của anh là 2 thùng, có nghĩa là 20.000 con đó, trên 13 công đất mặt nước này. Hôm nay chỗ anh Mèo thu hoạch tôm thì với cái thời gian nuôi thì chúng tôi được biết là 78 ngày. Mời bà con và các bạn cùng chúng tôi theo dõi cái buổi thu hoạch tôm chỗ gia đình của anh nhé. Ồ, cua kìa, để tao lượng cua ra. Lượng cua ra. Wow. Hôm nay mình đặt tổng cộng mấy cái lú anh? 6 cái. 6 cái. Hồi đêm mình đã đặt gì chưa? Hai ba con. Dung mình ở đây được bao nhiêu công vậy anh Mèo? Tới vừa con ruộng chắc là cỡ 10 hai ba con mặt nước. Tôm này mình thả nuôi được bao nhiêu ngày mà thấy nó cũng lớn quá anh ha. Con này mới có 78 ngày. Cái giống sú gia quá 79 này anh thả cũng nhanh lớn ha. Nhanh, thấy cái giống con này ở đây thì không có năm nào mà trúng. Hôm qua mới đặt đêm đầu thì được 40 mấy ký rồi, 45 ký rồi. Ở đây thì thấy cái tốc độ tôm gia quá này, thấy tốc độ nó lớn nhanh. So với mỗi năm thì không có tôm thả ba trong thường thì nó lớn không bằng trong này. Ở xung quanh khu vực mình đây thì bà con có thả cái giống sú gia quá 79 này nhiều chưa anh? Cũng khoảng 3-4 hộ à. Tại vì năm nay thì giống như nói chung là cũng mới cái, mới biết mới mới biết tới cái dòng giống này nó tốc độ thì thấy nó mau lớn so với cái tôm địa phương ở đây, nhưng mỗi năm thì khoảng 78 ngày này thì tôm số thường nó là khoảng 50-60 con ký. Nhưng tốc độ tôm này nhanh hơn, độ tôm này thì thấy nó có hiệu quả hơn. Về cái kháng kháng bệnh của nó tốt mà. Tốt, tôm này nó thấy nó thích nghi ở đây, chứ ở địa phương ở đây nói chung cái vùng đất mình nó nhanh lớn thôi. Nhanh lớn. Em thấy tôm cũng đẹp quá, thì độ trình cái loại cái tôm mình đang dở lú này thì nó khoảng bao nhiêu con tí? Cái chai thì cỡ khoảng 18 con. 18 con là thấy tốc độ nó lớn nhanh hơn so với tôm bình thường. Cái độ mặn của vuông mình là bao nhiêu phần ngàn mà thấy tôm nó cũng đẹp vậy anh? Độ mặn khoảng 18-17 ngàn. Ồ, vậy là độ mặn này cũng thấp ha. Nói chung là cái vùng đất ở đây thì cái độ mặn lúc nào nó cũng thấp hơn ta, tại vì cái tinh hậu mình đây mình lấy nước là nó cũng như là cái cuối cùng vậy đó. Lúc trước thì anh thả cái sú thường, sú ở địa phương mình thì nó có nhanh lớn như vậy không? Nếu mà thả đồng ăn tôm thường 2 tháng mấy này là không có hàng 10 mấy con, 20 con này đâu, 50-60 con không à. Nó vô cua rồi là con chị nó nhắc vô lú cái này cả cũng không năm dĩ là 5.000 con.
cao, cua nó cũng đạt hơn năm. Ừ, cua năm nay có giá. Con cái đều con này. Khi anh thả tôm xuống vuông nuôi thì cái hình thức cải tạo của mình như thế nào ạ? Thì cũng như xử lý thì đưa nước vô rồi thuốc cá tạp rồi mình chỉ có rải vôi rồi xử lý là men vi sinh rồi thôi, chứ không có gì ngoài nhé. Men vi sinh đây là anh xài cái loại bịch hay là anh đem về ủ? Mình xài bịch về mình về ủ, ủ với mặt đường với cám gạo. À, có nghĩa là xài cái vi sinh gốc và mình ủ nha. Về mình ủ nha. Từ một công như vậy thì anh xài cỡ khoảng bao nhiêu? Cái đó thường thường thì ủ một cử gì là hai bịch men, hai bịch hai men men nó ra bao nhiêu? Hai bịch men thì ủ khoảng 70-80 lít nước mình ủ. À, nước vẫn là nước 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 ra cây nước của mình, nước ngọt. À, nước ngọt mà. Có cái liều lượng đó sao anh có thể nói? Cái đó thì một bịch men thì mình ủ khoảng 50 lít nước, 2 kg mặt đường với 5 kg cám gạo. Ủ ủ trong vòng 3 ngày rồi mình tạc. Rồi cái trong cái quá trình tạc đó mình có định kỳ không hay là mình tạc? Định kỳ nếu mà mới đầu thì mình định kỳ 7 bữa mình tạc 1 lần, sau này cái nước nó cũng đẹp rồi đó khoảng 10 ngày 2 ngày mình tạc 1 lần. Bên này là chạy nhiều hơn nè. Dạ. Trong một vụ nuôi này thì thời gian qua anh thu hoạch nó được nhiều chưa anh hả? Một con nước nếu mà đặt con nước đó, thì nó khoảng cái này đêm đầu thì 45 kg thì chắc nó khoảng con nước đặt 3 bữa thì nó khoảng trong ngày chứ. Tôm này thì thấy có hiệu quả ở vùng đất này đó, cái gì chắc hoan nghênh, chắc bà con có nhân rộng cái giống này ra, thấy nó thích nghi ở đây. Vụ tôm này anh thả anh có thuần tôm hay dèo tôm gì không mà thấy nó đạt hiệu quả cao quá anh hả? Cũng lần đầu thì cũng chưa có biết về cái đặc điểm cái giống này, mình cũng thả về mình thả đại chúng chứ theo, nhưng mà năm tới tôi có làm thì tôi phải về cái mình phải thần nó lại khoảng vài tiếng hoàng hồ cho nó thích nghi với cái môi trường mình thả cho nó chắc nó ăn im hơn, giống như mình thuần oxy nó mình thần oxy cho nó quen nước. Mình chăm nước vuông con tôm nó thích nghi nó quen rồi. Thả chứ nó có chả... gì gọi anh thả vậy nó hút cá gì ở vuông không hay là... Tại vì mình cắt lúa mình đưa vô nước vô mình ngâm gom gạ cái mình thả chút 1 lần 2 lần cái là mình hút cá rồi là nó sạch cá. Ở đây anh nuôi tôm với cái mô hình là tôm lúa kết hợp với cua, vậy thì khi mà mình hết một mùa lúa mình phải cải tạo như thế nào?
để mình nuôi tôm cho nó đạt hiệu quả. Anh có thể chia sẻ cái quá trình mà cải tạo được không? Hết vụ lúa thì thường thường cắt cắt lúa rồi thì phơi phơi cho nó gươm cho nó khô gạ cho nó khô cái đường nước ngâm ngâm rồi cho nó ra cái chất phối của gươm gạ cái mình xúc mình bỏ nước hai nước rồi cái mình đưa nước vô mình cải tạo rồi mình thả luôn. Cải tạo ở đây thì cũng đơn giản thôi, thì nó thúc cá rồi cái đưa nước vô ngâm rồi xúc rồi cái tạt vô rồi thì thường thường 13 năm đất ra thì khoảng 4 bao vô. Ba công đó phải không? 13 công thì 4 bao vô, Bốn bao mà cho vô vô rồi nóng vô đá vô đá rồi vô đá phi ra rồi mình tạt đặt mà đều vuông cứ để rồi nguyên như mình đập ra nhuyễn ra mình tạt ngâm nó nước phi rồi mình ngâm nước cho nó bung ra cho rồi cái mình để cho nó nguội rồi cái mình xuống ruộng mình đổ nước cho mình tạt tạt nếp không là tạt tạt luôn vô luôn sát cái thì tạt hết nguyên luôn cũng tạt hết luôn tạt hết rồi cho nó ổn định cái mình xử lý men rồi này kia cái nước ổn định mình thả thôi. Cua 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 cua